Con chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Trần Gia Hơn, năm nay con 9 tuổi. À, con đố các cô chú một câu nha. Con đố các cô chú hôm nay con thi cái gì? Múa nè, hát nè, kịch nè. Cô Huỳnh Mến ơi, cô có biết con dự thi gì không? À, con Mến đoán á. À, ok, đoán là con sẽ múa ba lê đúng không? Dạ sai, biết. Chú Quốc Đại ơi, chú Quốc Đại, chú có biết con diễn gì không? À, chắc chú không biết đâu. Thì bây giờ con diễn nha. Yeah. Bây giờ chú Quốc Đại xin được phép bắt đầu. Yeah. Mẹ ơi, mẹ ngồi đây đi. Thì ra đây chỉ là mơ thôi. Mình ước gì mẹ mình có ở đây. Mình sẽ múa cho mẹ xem. Mình nhớ hồi đó mẹ còn biến tóc cho mình nữa. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm. Con nhớ hồi đó con còn mẹ còn hát ru cho con ngủ nữa. Ơ dí dầu cầu giang đông đinh. Mẹ ơi, chứ cầu tre lắc lẻo. Tiếng gì năm ru em bé ngủ đó. Mẹ mình chết rồi. Đây bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng? Mẹ về đây ở chốn nào? Con đơn mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ diện hiện về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ mẹ giờ đây ở chốn xa xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xa, con nhớ mong về mẹ. Mẹ trở về với con năm áp bên mái nhà. Và đó chính là Gia Hân. Gia Hân ơi, con có biết rằng là lúc nãy đến giờ cô rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt vì con không? À, cô rất là cảm ơn con đã cho cô một cái tiết mục phải nói rằng là đưa cô qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Và con đã lấy được những giọt nước mắt của cô. Bé 9 tuổi nhưng mà cái vóc dáng rất là gọn, nhẹ như thế này và làm được những cái cảm xúc truyền đi rất là xa. Thì cô hy vọng là con sẽ về đội của cô Mến và cô Tố My để chúng ta có duyên, để chúng ta có thể làm với nhau những cái tiết mục hay hơn như thế này nữa.
con là một cái thí sinh cô nghĩ là đặc biệt nhất từ đầu chương trình đến giờ. Không có giống ai cả. Nhảy cũng có, đúng không? Diễn cũng có, mọi thứ đều đầy đủ. Thế là cô nãy giờ cô ngồi nhìn con mà cô, trời ơi bây giờ làm gì ta? Phải làm gì nếu mà cô này về đội mình á? Sao nhưng mà không? Đây. Không sao Lịch. Đã có chú Đại. Kiểu của con vừa hát nè, vừa múa nè, vừa diễn kịch nè. Thì thầy Đại nghĩ là thầy Đại sẽ làm được nhiều cho con. Tuy rằng ở cái phần hát của con, giọng con rất là trong sáng, rất là hồn nhiên, dễ chịu lắm. Nhưng cái phần phát âm của con còn bị lỗi rất là nhiều. Nhưng mà thầy tin thầy sẽ làm được cho con. Còn cái sự trong trẻo hồn nhiên ở trong giọng ca thì cái đó là về cái bản năng rồi. Nên thầy thì thầy rất là mong con về với đội của thầy để thầy có thể khai thác nhiều hơn, để con sẽ tìm được trong chính con người con cái điều gì con sẽ thật sự thích nhất để con có thể làm một cách tốt nhất. Cảm ơn thầy. Xin được cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều. Và bây giờ con gái thân mến, con phải đưa ra quyết định của mình. Con rất là vui khi được các cô chú chọn con. Nhưng mà con rất là buồn khi chọn được một lớp. Nên con sẽ chọn về đội của chú Quốc Đại. Bye.
quan trọng lòng. Nai bóng mẹ và con đâu, anh bấy ngồi nước mắt chưa trắng, lòng bồi hồi nhớ quê già chiếc, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa đã xa rồi. Một tràng pháo tay cho Mai Anh. Tôi có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ. Và khi mà mình run á, mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt. Vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thôi cái chị... này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài một bài nào quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi, cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nước nở dần trắng khuya cũng đang buông tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dân trắng quê cũng đang buông tiếng khóc. Nứng nở dân trắng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con ngày hôm nay, thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, con hơi run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tạo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn led á chiếu lên cái, ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chia có thằng bảy, đúng rồi, lên được chứ có đó, cái đó mới quý đó, nó đã không phải ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương vậy sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Kết thúc những phần biểu diễn rất xúc động, như cuốn gói từng lời ngọt ngào mà say. Khi tôi được cất bài ca nồng nàn tuyệt vời đêm nay, lắng nghe nhịp tim này, tiếng lòng tôi muốn nói. Và giờ đây chẳng thể nào nghĩ gì, ngại ngùng gì đắm mình tôi. Yeah, đừng vội đi, hãy đến bên tôi này, để cho tôi được nhẹ nhàng vút thật xa. Lời ngọt ngào mà say. Khi tôi được cất
bài ca nồng nàn tuyệt vời đêm nay. Lắng nghe nhịp tim này, tiếng lòng tôi muốn nói. Và giờ đây chẳng thể nào nghĩ gì, ngại ngùng gì đã biết tôi. Yeah, đừng vội đi, hãy đến bên tôi này để cho tôi được nhẹ nhàng vút thật xa. Cô cảm giác là nãy giờ con làm cho cô nóng lên luôn, nóng bừng. Không những cô mà cô thấy là tất cả quý vị dưới đây ai cũng nóng bừng lên hết á. Cô rất là giỏi. Dạ, yeah, rất là năng lượng. Cảm ơn ạ. Thật sự là cái thần ở trên sân khấu á, không phải ai cũng làm được. Đúng rồi. Mà đặc biệt là con còn rất là nhỏ nữa mà con làm được cái điều này, con thu hút được tất cả mọi người, con kiểm soát được sân khấu. Đặc biệt là cái quần con có tù cách mấy con vẫn kéo lên con hát tiếp. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ áo có bỏ ra ngoài cũng chơi tới bả luôn. Nghệ sĩ. Nghệ sĩ quá, nghệ sĩ luôn. Vỗ tay thêm cái nữa. Cảm ơn ạ. Hay quá con. Bây giờ là giọng hát là chú Đại với cô My là nói rồi. Bây giờ nói về phong cách trình diễn nè. Xin mời cô Huỳnh Mến. Chảy lắm con ơi. Trời ơi. Con vừa có nhịp nhàng trong người. Con vừa có thái độ và con khuấy động được khán giả nữa. Tức là con làm chủ sân khấu rất là tốt. Lời kinh chào của con không mà làm cô té ngửa rồi. Nói chung là rất là chỉnh chu, đầy đủ và chuyên nghiệp. Con ơi, bây giờ con mà không về đợi thầy thì thầy nằm đây luôn rồi. Trời ơi, ăn dạ luôn sân khấu rồi con ơi. Tôi nằm ở đây luôn, không về đợi tôi nằm đây luôn. Cô nằm dạ đi đừng chơi. Con ơi, cái gì mà mình phải thực tế thì cô có cái này cho con. Hả, có quà hả? Có quà. Không sao, nhận quà vẫn về đến đội thầy được. Con sẽ rất là thích. Con thích không con? Con thích món nào? Thích món nào? Chỉ con thích cô Tú My là hơi mệt nha. Rồi sau một đoàn quân đã tới. Con chọn đi, mất công cô chú lên giật đầu. Con nói đi là thầy Đại nằm xuống liền á. Con tròn tròn giống con. Con em hay con anh, có chị. Cô nói một câu công tâm nhất là con hợp với chú Đại. Cô nói một câu rất công tâm luôn. Hồi nãy bạn kia bạn ấy chọn về đội cô My, cô đồng ý luôn. Cô đồng ý luôn nên là bây giờ con mà không về đội thầy thì thầy nằm tới cuối buổi luôn. Cô có tặng con nè. Sao vậy? Con cứ lấy con đi con. Con nghi rồi nha. Sao tôi cảm giác tôi lên không tốt rồi. Tôi không dám nhận con thấy nhận qua một con. Con có thích chú Quốc Đại không? Dạ con thích. Chết rồi. Không về quá nhanh quá nguy chưa hiểm đó. Chưa nói câu sao chưa, nha. Chưa. Con có sao đúng không? Con thích cô Mến không? Dạ có. Cô sẽ làm cho con nhảy nhiều hơn nãy, nhảy đẹp hơn nãy. Có những cái mà mình nhìn xuống con. Và đảm bảo quần khổ của tôi. Con nhưng mà con thích hát phải không? Thì con phải chuyên môn vô hát. Thì thầy nhảy múa thì là hỗ trợ cho con thôi. Nhưng mà con vẫn thích hát hơn đúng không? Thì mình phải đi hát đi. Thôi bây giờ đi. Nha. Con có về đồ ai đi nữa cô cũng tặng cho con vì con hát quá hay. Yeah. Vỗ tay món quà này. Rồi xin mời con hãy thoải mái lựa chọn.
Con thương thầy, con đừng để thầy nằm đây nha con. Con ơi, để con về tới ghế con hãy. Nha con, hãy con đừng để thầy nằm đây nha con. Trời ơi, chưa thấy một cái tiết mục nào mà có quá nhiều sự bỏ nhỏ. Bỏ nhỏ con ơi, chọn nha, chọn nha. Cho bé về đội thầy đại đi quý vị. Bởi vậy mới nói, bây giờ con là người giá trị lắm. Lời nói của con là vàng là ngọc, là niềm vui hay nỗi buồn của người khác. Con nói đi. Dạ, bởi vì chương trình chỉ cho chọn một cặp thôi, mà hai cặp thì đội nào con cũng thích hết. Nhưng con sẽ chọn đội của... Nghe cô đi, nghe cô đi con. Đội chủ đại là hợp con với con. Con thấy không, khán giả kêu Tú My kìa. Con ơi, để con khỏi gà đang kêu con nè. Tú My nè, Tú My nè. Thôi bớt con gà đi. Quý vị ơi, thật sự ra đây được gọi là hiện tượng luôn của thử tài siêu nhí mùa 3. Vậy thì con, thời gian đã hết, con hãy đưa ra quyết định của mình. Dạ con sẽ chọn đội của... Cô Tử My và cô Anh Mẫn. Chúc mừng về dưới con ơi. Con kính chào quý thầy cô, quý vị khán giả. Con tên là Đỗ Hải Minh Vy, năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là ca hát. Sau đây là phần dĩ thi của con. Bài hát được mang tên Quê Hương. Mấy chú ơi, khoan mở nhạc cho con đọc thơ mấy chú ơi. Quê Hương. Quê Hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Con về rợp bươm vàng bay. Quê hương là con diều biên. Tuy
rất tuyệt vời luôn con, rất ngọt ngào. Và một phần trình diễn 2 trong 1, vừa hát vừa múa luôn. Một cái hố tay cho bạn nhỏ của tôi. Trời ơi, quê hương con ở đâu? Con không biết. Thế nhà mình ở quận mấy? Con ở quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Hồi xưa giờ mình đẻ ra là mình ở đó luôn phải không? Dạ, hồi nhỏ là con ở nhà cũ, bây giờ con đổi nhà mới. Nhà có điều kiện, mọi người thân mến. Dạ. Vậy nhà cũ của con có mấy lầu? Lúc đó là con vẫn còn trong bụng mẹ. Ôi trời đất ơi, lúc đó con không biết. Dạ. Vậy giờ con qua nhà mới nè hả? Nhà mới có thang máy không? Nhà mới con không có thang máy. Nhà mới là cái nhà hồi nãy con mới nói. Biết rồi, biết cái nhà mới đó rồi. Nhưng mà cái nhà đó có lầu không? Dạ có. Có lầu luôn phải không? Đó, dễ thương. Rồi, cười tươi lên. Bởi vì là ngày hôm nay với phần trình diễn của con đã được sự lựa chọn đến từ lớp học của cô Tommy và cô Huỳnh Minh. Con thích quá à. Con đọc mấy câu thơ là cô muốn bấm rồi. Nhưng mà cô để chờ thử con hát như thế nào. Và cô không có thấy thất vọng khi mà con hát câu đầu tiên. Rồi càng về sau con càng cho cô cái cảm giác rằng là một cái quê hương rất là đẹp. Và cô hỏi là tại sao một em bé có 5 tuổi thôi mà lại giỏi như vậy. Nên là cô không tiếc một phiếu cho con, cô bấm ngay. Con về đội của cô thì cô sẽ cho con càng ngày càng tỏa sáng hơn nữa con nha. Dạ con cảm ơn cô. Dễ thương quá. Cô Mến có nói gì không? Cô Mến cũng rất là đồng ý với lại cô Tommy nè. Cô Mến thấy là con, trọng trách của con hôm nay á, là gấp mấy lần với bạn khác. Mấy bạn khác cũng vừa hát vừa nhảy đúng không? Nhưng mà mình vừa múa vừa hát nè. Và cái điệu múa của mình nó có cả 2 cái nón lá nữa. Và mình có một cái micro nữa. Nhưng mà cái cách con xử lý rất là bình tĩnh. Con xứng đáng được đi tiếp và con sẽ tỏa sáng. Cảm ơn các thầy cô. Rồi nắm tay nhau mình về với đội của mình đúng không? Nắm tay nhau mình về với lớp học của mình. Xuống 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 nhẹ nhàng thôi đó. Rồi chạy về dưới luôn. Quá à. Con xin chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai. Năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây con xin trình bày ca khúc Cha Già. Con nước lên, cha già mỉm cười một mình.
không sao. Đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử câu tặng chú thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử câu đi. Thuở con nằm nôi, con đã nghe lời ru đắng. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nhỉ? Con hát cái bài hát này á rất rất là cảm xúc luôn. Con cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ cái nói cái đó nha. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha con. Cái gì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha.
Là sao? Bỏ Phú Quốc mà con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình ấy. Cha con nhớ cha nhiều lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể là đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận, người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền, và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt, và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội thì đội nào con cũng thích đó, nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Khoan vui, từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tô Mì ơi, cô Tô Mì biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Oh my god, hay không con? Sâu đôi thương loan em cũng đoan trường, sao xa bầy cũng thương cũng quà điêu, em xa người đang lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tommy. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Mình đi xuống ha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Gia Huy. Con tên là Nguyễn Nhất Phương. Năm nay chúng con được 10 tuổi và đến từ thành phố Đà Nẵng. Sau đây chúng con xin biểu hiện tiết mục nhảy hiện đại. Xin mời thầy cô và quý vị cùng đón xem.
thời chẳng mỏi mệt. Đến lúc vừa cần gió thật là thôi mời chị về bên đôi kia. Nơi mẹ đến đây thật nên thở, xung quanh đi cao gần bên mây. Nuôi cái rừng yên đèn hiền hòa, làm cho mẹ ngập mình không rời xa. Trường em á là em biểu diễn cái bài này với hai người bạn của em ở trong cái lễ tổng kết á, rồi em cũng nhảy rồi em cũng hát y chang vậy nè. Đúng là các con đã gợi lại ký ức rất nhiều cho những thành viên huấn luyện viên ở đây, đặc biệt là thầy Đại nghĩ là nhiều nhất chắc là thầy Đại, bởi vì nhóm The Bell với chú Đại cũng chơi rất là thân. Nên và cái bài Mây và Núi này cũng làm mưa làm gió rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc của mình cái thời gian đó. Các con tạo một cái không khí rất vui tươi, rất hút. Nhưng mà thầy Đại nghe, thầy Đại có cái nhiệm vụ là kỹ hơn ở cái phần hát, nên thầy Đại chưa được thuyết phục bởi cái cách hòa quyện hát của các con. Từng thành viên thì có bạn hát tốt, có bạn hơi bị không tốt bằng bạn kia một xíu. Nên rồi khi mà hòa quyện vô với nhau á, thì nó vẫn còn một cái gì đó hơi lấn cấn, đã không thuyết phục được thầy Đại. Giá như làm tốt hơn nữa, hoặc là các con có thêm thời gian nữa
thì các con sẽ hoàn thiện hơn. Hai bạn nữ và một bạn nam, nhưng bạn nam bạn hút dễ sợ, hút mà làm mờ hai bạn nữ luôn. Con làm lại cái này. Đó, đó. Hay, bởi vậy ngày xưa cô Mến hát bài này cũng cỡ cỡ như vậy, xong cái cô Mến đi nhảy con ha. Bởi vậy ba đứa bây giờ là phải đi học nhảy với cô Mến. Hiểu chưa? Anh nói chứ tụi con rất là nhảy, rất là sôi động, nhảy rất là sung, rất là có năng lượng. Khi mà làm cả hội trường đứng lên theo con luôn thì đó là một cái thành công rồi. Xin được cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều và cảm ơn các con nữa, bởi vì là mang lại một không khí rất là sôi động và vui tươi, và chúc cho tụi con sẽ luôn luôn có thiệt là nhiều điểm 10 trong học tập nè. Sau đó là chúng ta có nhiều cơ hội để tham gia vào nghệ thuật bằng ca hát và diễn xuất nhiều hơn. Rồi, cảm ơn tụi con rất nhiều. Nhưng... con tên là Lê Trạng Thư, năm nay con 5 tuổi, con ở Quận Ngã. Con xin chào mấy cô mấy chú. Con tên là Võ Trần Thanh Thiện, năm nay con 5 tuổi, con ở Quận Ngã. Con mấy chú có thấy tụi con giống nhau không ạ? Dễ thương mẹ quá. Giống, mũi giống, miệng giống, tóc giống, đồ giống. Con vẫn là chị em sinh đôi đâu ạ? Tụi con là bạn bè. Hôm nay tụi con lấy ra dự thi tiếp một múa bụng bê lên. Dễ thương quá, trời ơi. Đầu giống luôn. Đầu giống luôn. Rồi xin mời thầy cô cho nhận xét và ý kiến, bởi vì các con ơi, các con nhận được hai sự lựa chọn luôn. Chúc mừng. Trời ơi, cô thích hai con lắm luôn á. Hai con có biết là bộ môn đầu tiên mà cô đi nhảy đó chính là belly dance. Nên là khi mà thấy tụi con ra cô thích lắm, và bỗng dưng cô được trở về cái giai đoạn đầu tiên của cô, và cô cảm thấy rất là xúc động vì điều đấy, và cô hy vọng là cô sẽ giành được hai con về đội. Thế muốn dành lên đây nhảy belly dance nè. Lên đây. Phải thị phạm cho người ta biết về ký ức tuổi thơ tràn về chứ. Không phải, tại vì... Ủa, anh Đại? À, ý mình có bụng là mình muốn lên này lên hả? Anh Đại không nhảy đâu. Ý anh Đại là anh Đại muốn luôn. Đó. À, con ơi, bây giờ con về đội của thầy Đại với lại cô Phạm Lịch đi. Biết sao không? Hai đứa con về á, thầy Đại đi học ké luôn, thầy Đại cũng có cái bụng nè. Đó. Thầy Đại cũng sẽ tập ké múa bụng với con luôn nha, năn nỉ nha. Ơi, hai con đây, con tụi con có thấy hai cái gì không? Hai hộp phúc chì màu giống nhau rất xinh xắn con ơi. Còn cô có cái túi Doraemon thần kỳ. Tụi con cũng đang rất là giống nhau nè, mắt giống, mũi giống, rồi rồi miệng cô giống đúng không? Rồi đồ giống đúng không? Nhưng mà hồi nãy á, mình nhảy đẹp quá trời luôn, nhưng mà mình chưa có giống nhau. Hay là về đợi cô Mến đi, cô Mến làm bài hai đứa nhảy giống nhau nè. Đây con ơi, con không được đâu. Có thích cái nào? Trời ơi, kết rồi. Trời ơi, cô Tố My tặng nữa hả? Con ơi, không sao con. Qua thì mình cứ nhận mà về là cứ về với thầy Đại. Trời, cái này không? Minion nè. Đó, hai con là hai con giống nhau. Để con lấy cái này đi. Đó, đúng. Này chương trình thử tài siêu dí chứ đi ra chợ rồi nào nha. Giống nhau luôn, đẹp luôn nè.
Hai con ơi, bạn của bạn thân của thầy Đại mở nguyên cái tiệm đồ chơi luôn á. Ừ đó, đúng rồi. Nghe một cái tiệm đồ chơi rất là to. Con về đó, con về thử đi, con không có một món nào. Bây giờ xin mời hai lớp học chúng ta đứng ngang hàng thẳng thắn để làm cái gì? Phần tặng quà tới đây kết thúc. Các con ơi, bây giờ các con giỏi quá, các con dễ thương quá. Bây giờ các con có quyền nè, các con sẽ chấm điểm. Đó, thầy cô sẽ nhảy belly dance cho tụi con chấm. Tụi con thích thầy cô nào thì tụi con về đội đó, được không? Thầy Đại thắng là cái chắc. Ba người đầy phụng bụng phẳng lì, làm gì có bụng như thầy Đại. Đúng rồi, không? Không còn nói gì nhiều hơn nữa, âm nhạc vang lên, từng thầy cô sẽ nhảy belly dance. Tụi con nhìn đi, tụi con nhìn đi, tụi con thích đội nào? Đó, từ từ, nhìn bên kia đó kìa. Đó, còn thấy không? Sao qua đây, sao qua đây, sao qua đây? Nhảy bất chấp luôn. Bên đây nữa nè, bên đây nữa nè. Thầy Đại. Yeah, ok, cảm ơn hai bạn. Còn nói gì nữa? Hai đứa tụi con chọn ai, nói lớn lên. Bây giờ tụi bây con... Bây giờ con chọn về cái hai cái ghế đó. Hai tụi con lên ghế ngồi đi. Giờ tụi con chọn đội nào lên ghế rồi. Con lên ghế đi, giờ con lên ghế đi. Con xin kính chào quý thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Dương Ngọc Hà. Nghệ danh của con là Candy Ngọc Hà. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con rất vui khi được mặc áo bà ba, mang dép râu và đeo khăn rằn. Mọi người biết con hát bài gì không ạ? Con hát bài bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Bắn!
Trời ơi, thấy cưng quá. Gái em, dạ, vỗ tay cho Ngọc Hà. Trời, wow. Con ơi, cưng quá à. Con ơi, con cưng quá con ơi. Cô yêu con. Con ở đâu con xuất hiện vậy? Khoan, đứng yên đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa. Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây cô là ơi. Cô Tú My nha. Cô mang giày nè, cao nãy là chú... cô đi chậm hơn chú thôi. Chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa, bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con, chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này, con hát xong rồi, con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui, đúng không? Mọi người thấy hay không à? À, thật sự hồi nãy khi mà con bước ra, cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Thầy Đại định nói, thôi thôi con khỏi hát đi, con về đội thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té rạp, không ai nỡ mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi, là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè, con về đội thầy nha con. Con biết sao con bấm trễ hơn chú Đại không? Tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó, mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi, chưa bấm bé. May là con còn hát. Cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh, mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói y, hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? Dạ đúng. Thầy chưa? Thầy Đại là fan hâm mộ của con. Bây giờ con phải về với thầy Đại được. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy cô giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Xù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa à. Cô á, cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. Hello, đó, con thấy chưa, lên sân khấu bên đây là cô Phạm Lịch nè. Bên đây cô Huỳnh Mến nè. Cô là người làm chứng hồi nãy á, là khi mà con vừa bước ra sân khấu á, chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó con. Con nhớ đoạn đó không? Con đang là con bắn đúng không? Chỉ có con chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi. Phải bắn chú Đại với cô Lịch Xỉu đi rồi về đội cô Mến chứ sao. Đúng rồi. Mình bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình hương bắn gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy không? Con biết nè cô con biết nhảy, nè. Con biết nhảy con biết đúng nè. Không? Cô biết là con biết mà. Mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn. Giống như bây giờ con đã xinh đẹp đúng không? Con xinh sẵn rồi. Đó, đây chị đang nói. Bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa. Xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nào bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Dạ hết rồi. Bây giờ mình về chỗ đi cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ đó. Còn dụ nữa, lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn, chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và góp ý cũng như là chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn.
thầy cô ai con cũng thích hết. Nhưng mà tiếc quá, con chỉ chọn về được một đại thôi, thì con sẽ về đại cổ. Của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Xin mời con. Và đó chính là Phương Nhi. Con mới cất lên câu đầu tiên là cô rất là thích rồi. Bởi vì con sở hữu một chất giọng rất là khỏe.
bắt mít và dày nữa, độ vang rất là tốt, cái biểu cảm trên gương mặt cũng như là giọng hát của con rất là tốt. Tuy nhiên rằng con vẫn có một số cái hạn chế nhỏ từ cái vấn đề là rung những cái chữ, con còn thiếu cái đó. Thì nếu mà con về đội của cô thì cô sẽ giúp cho con cải thiện và càng ngày càng điêu luyện hơn về cái kỹ năng đó. Cảm ơn cô. Nhi ơi, không phải là bấm trước là được là ưu tiên đâu con. Con phải nhớ là khi mà con bước ra là con mặc cái bộ áo dài là chú ngay là cái này là thế nào cũng hát mang âm hưởng dân ca rồi. Âm hưởng dân ca là phải về đội của thầy Đại. Mà tại sao thầy Đại bấm trễ? Con bước ra con giới thiệu con 11 tuổi thì thầy phải nghe con kỹ hơn các bạn khác. Bởi vì mình lớn hơn mà thì mình phải bị soi nhiều hơn. Anh hả? Em không hát dân ca hả? Sao mà hát dân ca là về đội em thì trữ tình nhiều hơn, còn anh dân ca nhiều hơn đó. Em mới hát trữ tình vậy phải không quý vị? Không thì em trữ tình là nhiều nhưng mà mọi người là em là ngọc nữ bolero, còn anh là bên nhưng là mà... dân ca. Vậy bây đó. Giờ nói có sách mắt có chứng, Tố My hát một câu dân ca nè, đến làm lại thầy Quốc Đại các bạn nè. Con mở áo đỏ đúng không? Cô sẽ đúng hát rồi. Một đoạn trong bài Phải Lòng Con Gái Bánh Tre nha. Bầu sang phà rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiên và bầu vàng phù sa. Đó, con ơi, nước biển. Con đang mặc áo đỏ. Con phải về với cô nha. Đó, áo màu xanh nước biển luôn kìa con. Đỏ với xanh nước biển con ơi. Mà đặc biệt cô Mến bật mí nè, cô Tố My có quà cho con á. Đúng đó. Rồi. Nào My hãy tặng quà cho con. Đây con, nào, nhanh lên. Con luôn. Lúc nãy là cô đã mua đội chú Quốc Đại rồi nên bây giờ cô quyết phải lấy lại thôi. Khoan từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Đi con, tại vì cô Phạm Lịch. Khi mà con bước ra sân khấu ấy, sau khi phần giới thiệu con xong ấy, nhạc nói lên một cái là cô phải quay qua nói chú Đại là trời sao chuyên nghiệp quá vậy. Chuyên nghiệp quá vậy. Quá chuyên nghiệp luôn. Gọi là những cái sai sót ở trong một cái tiết mục của mình là đôi khi nó sẽ vẫn xảy ra. 9 trên 10 là mình không tính rồi, nhưng mà cái này là cô thực sự là rất là phục con. Con cứ lấy quà đi con, lấy đi rồi về về đội của cô. Con ơi. Đây. Con hồi nãy cô Mến nói là bây giờ con có về đội thầy thì quà cũng sẽ được tặng. Đó. Thì đúng rồi, bây giờ nói chung là tặng quà là sẽ tặng quà đó. Dạ. Dạ. Phù hợp với con đúng dạ, không? Dạ, thầy Đại với lại cô Phạm Lịch là cảm ơn cô Mi với Mến. Lại cô Quỳnh Mến đã lên tặng quà cho con rồi. Trời con ơi, về đội Kim của thầy. Tới mức đó dạ. Mà họ vẫn chặt. Mình lên đón luôn à. Đứng đây đi, cô Mến với lại cô Mến với cô Mi là dắt con về với mình nè. Bây giờ con có rất là nhiều quà. Không biết là con thích quà gì vậy? Nè. Con muốn cái nào? Con có thích ăn bánh bao không? Trời ơi. Giờ chẳng lẽ tôi lên nữa trời. Bánh bao dễ thương. Hai cô. Đây. Hai cô. Đây, con có thích cái hai chú. Hai cô. Tặng quà xong để nữa. Con quyết định đi. Lâu lâu mới có cơ hội con ơi. Lấy Đại đi. Sao mà lên tranh thủ tình cảm lâu quá vậy? Ủa sao lên đây rồi? Rồi có thôi, gì đừng, cũng lên. Đừng, người ta đừng, có đừng, tao có lên chứ. Con tôi nữa rồi. Trời ơi, tóc con thơm quá. Trời ơi. Tình là anh ơi, đừng nói nữa, đừng nói okay. nữa. Để cho con bình tĩnh. Rồi con, xin mời con. Con có thích không? Lấy đi con. Con lấy hết cũng được. Vậy là con hơi nhận hết luôn cũng được. Con cấm tôi nói mà cho bạn nói vậy. Thôi đi nè, giờ hai bên luôn bây giờ mình. Chứ nó không có giá trị nó. Bây giờ mình không nói luôn. Không bây giờ con nói khó dụ quá. Rồi, bình tĩnh. Rồi con. Con chọn quà đi, con thích quà không hay là con nói là con không thích quà luôn. Con về với đội nào con nắm tay đội đó con về luôn nè. Dạ con về với đội nào con nắm tay đội đó. Cô hồi hộp lấy con ơi. Cứ lấy đi. Con cứ thoải mái thôi. Ê cô Mến nha. Rõ ràng tay thầy cô Mến con, tay thầy nó. Cô Mến đưa quà đây. Thôi bây giờ cho em chọn đi. Dạ là cả hai đội con đều yêu thích nhưng mà con chỉ chọn được một đội thôi. Nhưng con xin chọn đội dạ đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch ạ. Vậy là vừa mất quà rồi vừa mất luôn thí sinh. An Phai Thanh Kiều. Nó tiếc quá. Ôm cái đi lấy hên đi. Ôm cái lấy hên đi về. Hèn chi con nó không dám nhận quà. Thôi nhưng mà đã nói rồi con cứ nhận mà. Đúng không? Cô cũng tặng cho con hết.
nha, con cố gắng nha. Trời ơi, tí dễ thương, một tràng vỗ tay cho em nhỏ đó. Rồi, dạ, chúc mừng Thiên Nhi đã về với đội thầy Quốc Đại. Cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tố My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi, nhưng mà cô thương vì cái điều đó. Cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa. Con hãy về đội của cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích.
con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này, xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thế ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục. À, thuyết phục. Anh Đại hiền à. Lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài vọng cổ này, hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài vọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô vọng cổ. Thì cái phần đó con lại bị điểm trừ. Con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho 9 dây. Nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống vọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm. Con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Xin được cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của con. Con sẽ về với lớp học nào? Dạ thì con rất là yêu các cô, yêu thương các cô chú. Nhưng mà con chỉ chọn được một lớp thôi. Dạ con chọn... Chú Đức Đại. Chúc mừng con, xin mời con về. Đau lòng quá. Và đó chính là đẹp Tấn Tài. Quá đẹp. Cái nhóm múa đẹp quá, cái bài dựng đẹp, cây lúa đẹp. Mà tôi nói thiệt luôn nha, con trai tôi nó hát y như hát karaoke. Cha Đại này chả rất là ghê gớm, chả biết con trai chả không làm ăn gì được nhiều. Hiểu không? Nó nhảy nó hát y như karaoke. Chả đẩy cái dàn múa ra đó. Cho nó con trai tôi hát vậy nè. Đẩy cái dàn múa ra bao hết trơn luôn. Cái lúc lúa cuối cùng cái thằng con trai cầm cái lúa thì phải vậy. Chị biết không chị? Từ đầu đến đuôi hai bé đứng cứ nhúng qua nhúng lại hoài, em ngồi nghĩ ủa không lẽ nó múa vậy đến trọn đời. Đứng nói chuyện còn nhúng nè.
bước qua lại rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. Cái biết sao đến cuối cùng thấy nhỏ nó đi qua góc bên đây, trời ơi mừng quá, nó đổi được hình, nó đổi được hình rồi. Ai ngờ vô hết bài. Tụi em vẫn kiên trì, tụi em vẫn kiên trì lắm. Dạ, giống như là niềm vui chưa được bao lâu á, niềm vui chẳng tày gan. Con ơi con mệt con ơi, trời chú làm theo chú mệt đó chứ không vậy. Có bao giờ mà con hát con không có vô mà nhờ con đứng con nhúng vậy thôi mà cô cho con vô không? Bé nó nhảy nó rất tập trung, thấy mấy cô chú vũ công á lên khiều khiều với diễn giao lưu, thằng nhỏ vẫn bất chấp. Bây giờ vẫn vậy mà chị đó, vỗ tay cho em đó. Thấy cưng quá hả? À, dừng lại con ơi, chóng mặt. Còn nhiều cái hấp dẫn nữa, bây giờ con nhúng cái nghe cô Trang nói. Hai ba xin mời cô Trang. Copy bass như trên luôn đấy. Con rất là vô tư, dễ thương lắm. Một cái hấu tay cho Thánh Tài ngày hôm nay vì nó rất là dễ thương. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những điều gì hấp dẫn và thú vị đây, chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Vô luôn con. Vô vô đi, vô. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, thằng con tôi trời ơi trời. Làm cái gì ăn hiếp con tôi dữ vậy? Đâu có biết đâu, khen mà. Khen suốt là giải trí. Về đây cho đồng lúa thêm xanh, cho cây lành trái ngọt, cho những đêm trăng sông nghiêng mình lấp lánh như ánh mắt quê hương luôn khát dòng
trôi xa, hãy cho anh trôi về nơi xa. Thưa quý vị, tiết mục ca cảnh Chảy đi sông ơi với sự góp mặt của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu tên mình là một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả nhớ nha. Dạ, con tên là Lê Thuy Wendy ạ. Wendy. Dạ, con tên là Nguyễn Trương Thế Thanh ạ. Dạ, con tên là Huỳnh Đặng Ngọc Tâm. Dạ, con tên là Quỳnh Triệu Phú. Dạ, con tên là Lê Ngọc Thanh. Thưa quý vị, mỗi một thành viên trong lớp của ông Năm đều có những cái thế mạnh khác nhau. Và qua từng phần thi thì ông Năm luôn luôn đẩy những cái bé mà có những cái tài năng, những cái điều đặc biệt nhất, tôn vinh cái điều đó lên để cho các bé thực sự tỏa sáng. Và hôm nay là một sự kết hợp tuyệt vời của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả các bé. Xin mời cô Thanh Hằng. Cái gala đã đến rồi thì bây giờ là cô cũng không... có lời gì để mà nói hơn nữa là tạm chia tay các con và chúc các con luôn luôn lúc nào cũng học giỏi ngoan, càng ngày càng tiến bộ thêm nữa, càng đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương này nữa thì các con phải học cho thật giỏi để kiến thức của mình thật là tốt hơn nữa, để các con bước thêm một bước nữa. Nếu mà có cơ duyên để gặp lại nhau thì cô hy vọng rằng năm sau mùa thử tài siêu nhí năm sau cô sẽ gặp lại các con và cùng các vị giám khảo ở đây nữa. Xin chân thành cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn. Bữa nay là đêm gala, tụi con đã biểu diễn hết mình. Và chú thấy là bữa nay ông Năm đã chia ra cho các con hát những cái sở trường của mình. Và các con đã làm rất là tốt về cái phần đó. Và một cái điều mà chú cảm thấy rất là vui và rất là hãnh diện về cái lớp của ông Năm, đó là một cái sự đoàn kết. Cái sự đoàn kết đó được thể hiện... rất là rõ ràng từ những cái phần thi của các anh chị em ở trong đội. Có lẽ là khó có cái đội nào mà được như vậy. Chú nghĩ là riêng bản thân ông Năm thôi làm một cái đoàn cải lương lại được rồi đó. Và chúc các con được sức khỏe và càng ngày càng tiến bộ hơn, và nhất là càng yêu thương nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh. Và bây giờ Thế Thanh ơi, con là anh hai của gia đình đúng không? Anh hai của tất cả các em ở đây. Thì con sẽ đại diện tất cả các anh em nha. Con có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị khán giả nè, ban giám khảo và ông Năm của mình. Con cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả, đài truyền hình đã tạo cơ hội cho anh em tụi con được gắn bó yêu thương nhau hơn. Và con mong... sau chương trình này thì còn tụi con cũng sẽ còn rất là nhiều cơ hội gặp nhau, gặp lại những anh em rất là yêu thương nhau và gặp lại ông Năm, một người thầy tụi con rất là yêu thương. Cảm ơn tất cả các con nha, và chúc cho các con sẽ thực hiện được những gì mà các con mong muốn, những ước mơ của các con sẽ trở thành hiện thực trong một ngày gần nhất. Một tràng vỗ tay dành cho các học trò nhí của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Nghĩa nặng biển ta lại nhớ rừng nên chi xưa.
tha ban bờm rơi, đường hiên ngang vượt qua chùa qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Nghe xuân sang chim đó bay tới, đầu cánh xím chín chín móng sườn đôi, chim lấy được quả chín không lấy chi vài dăm quà, quà đầu mùa hạ sớm mai lung linh nỗi nhớ, yêu quê hương mình nhớ về từng thuở xa xôi. Đất nào cằn vì còn mưa rơi còn gió cuốn, được chúc mừng cho Minh Anh. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Kìa. Vũ đoàn, trời đất ơi. Đẹp luôn. Sanh dạ. Ra để múa hả mấy đứa? Cái giò dài, cái cưng bận áo dài, nền nã đẹp. Con gái, con hát mà cô coi, cô không có chớp mắt một cái giây phút nào trơn. Tự nhiên nhìn con gái hát á, em nhớ cô Thu Hiền dân... dễ sợ luôn. Không, tôi nhớ gần hơn Dân Khánh. À. Không, em thấy giống cô Thu Hiền, gương mặt tròn tròn ha, phúc hậu ha, rồi hát cái đầu hơi nghiêng nghiêng vậy nè, rồi hát mấy cái bài về con Hà ở đâu Tĩnh, con quê con đâu? Dạ con ở Cần Thơ. Trời đất, trời ơi. Cần Thơ mắt kìa, con hát chặt này ấy vậy, nhạc khỏe trời luôn. Cô nói thiệt là nãy giờ cô tưởng con ở Nghệ An không à? Trời ơi, tại vì có mấy cái nhấn nhá rất là miền Trung, mà tại sao con có thể hiểu được điều đó và hát rất là tốt. Có ai tập cho con không? Dạ là tại vì con rất là thích những cái dòng nhạc mà khác với cái sở trường của con. Cô chỉ tưởng là cô với chú Nghĩa bị gạt thôi, ai ghê cô Trang cũng bị gạt nữa. Tưởng là con ở Nghệ Tĩnh hả? Lúc mà con đi hát xong con còn đi vô cho mấy cái dòng. Cô coi con say mê luôn. Cô rất là bất ngờ con là người Cần Thơ ha. Mà quan trọng là con làm cho tất cả mọi người tin con khi con hát ở cái vùng miền đó. Còn chỉnh sửa như thế nào để con về chú Đại. Cô thấy con rất là cá tính. Cá tính ở chỗ là con muốn thể hiện một cái gì đó khác biệt. Cho nên cô nghĩ là ở con có một cái điều gì đó vô cùng là thú vị. Cho nên tiết mục của con cũng khá là đặc sắc. Chúc mừng con. Dạ, dạ. Em cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin được chúc mừng con Minh Anh. Ngày hôm nay con đã làm rất là tốt tiết mục của mình. Và chờ đợi xem tiết mục tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn nhé. Xin mời. Gian trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, dâng no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã bên con và đã cho con lớn lên. Luôn bên con khuây dâng con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình yêu cho con bao la biết mấy, những đêm mong con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù cấm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Cho tao
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con nào gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ôi mẹ, ôi mẹ Vậy bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Xin mời chị Đăng Trang. Cho cô hỏi là con đang buồn hay con đang mệt hay như thế nào? Dạ con buồn. Con buồn sao vì con điều buồn? Gì con? Tại vì con nhớ mẹ. Mẹ đang ở đây với con hay là mẹ đang ở nhà? Dạ mẹ con ở nhà. Ok, thì mình nhớ mẹ là điều đương nhiên, ai cũng thương mẹ mình đúng không? Nhưng mà khi mình bước lên cái bục đó, con có biết là bao nhiêu người trông chờ cái phần biểu diễn của mình, nhất là hai cô của con, thì con phải bỏ qua những cái cảm xúc khác mà con phải tập trung thêm vào cái giọng hát của mình nữa. Cho nên cô thấy là phần vừa rồi, cái phần hát của con á, nó hơi tiếc, trong khi con rất là có chất giọng, nhưng mà cái phần biểu diễn vừa rồi nó chưa được tròn trịa cho lắm, bởi vì do con không tự tin, do con còn bị lo ra cái gì đó. Thì cái đó tiếc lắm tụi con, bởi vì tụi con chỉ có được 3, 4, 5 phút để mà đứng trên sân khấu để thể hiện mình thôi. Mà mình đã bỏ lơ nó ra thì mình mất đi một cái cơ hội để chiến thắng đúng không con? Cho nên các con phải thực sự là cố gắng để kết hợp với lại thầy cô của mình để tạo được cái sự thành công cho tiết mục của mình. Tiết mục này mà nó có được vô sau là phải cảm ơn hai cái mẹ con của Vũ Công á, quá giỏi. Này là 5 năm luôn á, tôi chấm bên này 5 phút mà tôi phải lo qua bên này 5 phút á. Cho nên là tiết mục sau mà con có vô nữa, con nhớ mời bé con đó làm nữa nha con. Nói em ơi em phụ chị, nghe không con? Thế nhưng ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người đồng cảm với giọng hát của con. Và chú Nghĩa có muốn nói gì thêm không ạ? Thật ra khi đến với chương trình này bé nào cũng giỏi cả. Tài năng coi như là ngang ngang nhau. Nếu như có thì chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, chứ không có phải là bạn nào quá vượt trội hơn bạn nào đâu. Về hai đội, các thầy cô của các con là những người làm nghề lâu năm, làm nghề chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm để huấn luyện cho các con. Cái vấn đề là các con đã tiếp thu những bài học đó như thế nào, và các con đã hấp thụ cái bài học đó và mang ra sân khấu này ra làm sao. Cái bản lĩnh của các con khi đứng trước khán giả ra sao, thì cái điều đó nó quyết định cái chiến thắng của mình hay không. Hôm nay xem như là một bài học của con ha. Có thể là mình chưa làm đúng như những gì mình có hoặc là mình mong muốn, nhưng mà nếu như có những lần sau hoặc là mình may mắn mình đi tiếp nữa, thì hãy nhớ ngày hôm nay mình đã như thế nào để mình làm tròn cái vai trò của mình hơn con nhé. Dạ, cảm ơn con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và ngày hôm nay xin được chúc mừng cho Thùy Vi với tiết mục Mẹ Yêu rất là tình cảm vừa rồi của mình. Còn ngay bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị. Con ơi. Ơi. Cho con tô bún riêu nha con. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi con đợi cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Qua đây. Cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con.
sân trường năm nào mẹ nấu ăn. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thay thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nói gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, thấy không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cô đi cái con dòm theo vậy là rớt nước mắt rồi nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè. Mà bỏ tình cảm qua một bên thì phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo.
tình mẹ xin được chúc mừng cho Ngọc Thảo. Cảm ơn sự hỗ trợ của hai bạn vũ công trong Phụ đoàn Gió Việt. Đây là Ngọc Thảo, 11 tuổi thôi, và thí sinh này đến từ lớp học của cô Tú My và cô Huỳnh Mến. Dạ, xin mời cô Trang. Con hát thể loại dân ca thì con ngân nhẹ lại chút xíu. Đúng rồi đó. Cái âm cao của con á, gọn lại chút xíu. Con có cái lợi thế là âm cao của con rất là sáng. Đó là cái ưu điểm của mình. Nhưng mà cần rèn giũa thêm nha Tố My. Rèn giũa thêm để làm gì? Để âm thanh sẵn có của mình đẹp hơn nha con. Tuy nhiên cái ca khúc này con hát khá là chín mùi á, cho nên đó cũng là một cái điểm cộng dành cho con. Chúc mừng con. Con có được cái là một cái chất giọng con rất là sáng, mà con hát nghe nó lanh lảnh vậy đó. Mà nó mộc sao á. Nó lanh lảnh, nó hay, nó bắt lỗ tai người nghe lắm. Nhưng mà cái phần đúng là cái phần ngân của con á, nó hơi nhiều. Cái giọng ngân của con rất là tốt, nhưng mà cái chỗ nào mình cần ngân thì hãy ngân, chứ không phải câu nào mình cũng ngân, câu nào mình cũng rung thì đâm ra nó bị nhàm, thấy không? Cái đó là cái độc đáo của mình để đúng cái chỗ đó, đúng cái đó thì mình rung bạc thì đã, chứ còn giờ câu nào cũng rung bạc ta tưởng mình bị trúng gió. Tại anh biết sao không? Tại bản thân của bé, cái chất giọng bé quá ngọt, và cứ hở ra là bé rung bé ngân, kéo từ Hà Nội cho tới Cà Mau vậy đó. Ủa, em tiết chế lắm rồi đó. Còn tài năng tiếp theo là gì? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Xin mời. Trời như the như lụa hoàn chưa
chẳng là trống là đùng, biết rằng là sâu hay cạn, là mưa hay gió. Vách trời cao xanh sông lam ơi sông lam, một trời sao đôi bờ nước biếc vàng vàng soi khắp núi sông lồng lồng, ta ngửa dòng xưa gội sạch buồn nhớ qua mãi trèo đi. Xoay khắp núi sông lồng lồng, ta ngửa dòng xưa gội sạch buồn nhớ qua mái treo tiếng thu. Xin cuối nào và đó chính là Phương Trinh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Ngày hôm nay thì xin được chúc mừng cho Mây Ngũ Sắc đã có một cái tiết mục khá là đẹp cho bé ngày hôm nay trên sân khấu. Còn bây giờ thì sẽ là cảm xúc của ban giám khảo. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Con đến từ đâu? Dạ con đến từ Đà Nẵng ạ. Con là người con của miền Trung cho nên tự trong bản thân con đã có một cái chút xíu gọi là cái âm hưởng miền Trung khi mà con hát trong cái ca khúc này, cho nên cô thấy nó rất là hay. Con xử lý có những đoạn rất là mềm mại nhưng mà những cái nhấn nhá của con nó rất là ra cái âm hưởng dân gian đó, cho nên cô thấy con cũng rất là phù hợp hát những cái bài hát dân gian đương đại. Và con là một bạn nhỏ rất là có tiềm năng đi rất là xa trên con đường nghệ thuật nếu như con tiếp tục đi, bởi vì con có thanh có sắc. Chúc mừng Phương Trinh. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang. Dạ, còn chị Viễn Hương thì sao, xin mời chị. Đối với chị thì cái tiết mục này thành công về mặt giải trí, dàn dựng cũng như hình ảnh của bé. Chỉ có điều là Việt Hương sợ cái bài này nó hơi nặng đối với em. Ở đây mình vẫn còn hơi rung lên chưa tới, giọng thấp chưa đủ cảm giác đối với cô. Nhưng cô xin cảm ơn, cô không biết tại sao, không biết mùa này hay là do có cô Tú My mà quá trời người miền Trung tới dự thi và đều là người đẹp hết. Dân Đà Nẵng em là ai cũng giỏi hết á. Đà Nẵng là có tờ lắm chị. Có tờ lắm hả? Dạ đúng rồi. Em ơi, có tài mà còn đẹp nữa. Thiệt, phải nhấn cái từ đẹp tới nữa. Giờ sau thấy đẹp không mà. Cảm ơn người miền Trung đã yêu mến chương trình Thử Tài Siêu Nhí và đường xá xa xôi để vào tới đây đưa nhiều tiết mục hay, đẹp, hấp dẫn. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được chúc mừng cho Phương Trinh ngày hôm nay một lần nữa con lại rất là đẹp và có một cái tiết mục trình diễn vô cùng xuất sắc. Ngay bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị. Một thời ấu thơ là cây vĩ cầm.
còn với cha cưới phi công. Bao năm tìm cha cuốn bao dung vào tìm con, nồng nàn yêu sần tay cha, tâm hồn cha cháy lên bừng trong mắt con nhìn ơi. đó chính là Bảo Ngọc. Rồi sao mình nói chuyện với nhau đây? Bây giờ một là con bước xuống, hai là có cái bục nữa cho tôi. Tại cô My chơi khó, chú Minh xù rồi. Vén vén chú đứng kế con cho đẹp. Trời ơi vừa. Một cái tiết mục rất là đẹp, rất là sang trọng. Tất cả mọi cái đều tôn vinh con cả. Con đứng như một diva đẹp tuyệt đẹp. Khói bay mờ mờ lãng đãng, đằng kia có một cái chú kéo violon, nó đẹp vô cùng luôn. Đây là một cái bài hát khó nhưng mà nó rất là hay. Chú Nghĩa nghe bài này cũng nhiều rồi, và hôm nay chú Nghĩa nghe lại một lần nữa. Thì ở cái lứa tuổi của con bây giờ khó để mà đòi hỏi con phải trau chuốt về mặt kỹ thuật. Cái bài hát này cái nốt nó lên xuống rất là bất thường, nó trúc trắc, nó khó lắm. Cần cái người hát phải có một cái làn hơi nó dài, nó vững, nó khỏe. Kỹ thuật thanh nhạc phải là tốt, thật tốt thì mới có thể hát bài này một cách trọn vẹn được. Còn con, một cô bé 11 tuổi mà bây giờ mình đòi hỏi gì hơn nữa bây giờ con? Dạ, ơi đúng rồi, con anh. Lên con đẹp, con sang, con lộng lẫy, con quý phái, con đứng lừng lững sừng sững giữa trời như vậy, con hát du dương cái bài đó thánh thoát bay bay trên trời. Đối với chú Nghĩa vậy là hay lắm rồi. Còn về kỹ thuật thanh nhạc thì chắc chắn là nếu như con còn đi tiếp thì cô Tô My sẽ dần dần rèn giũa cho con. Chúc mừng con với tiết mục vừa rồi. Dạ xin cảm ơn chú. Tôi thấy là con rất là may mắn khi được dàn dựng cái tiết mục này rất rất là đẹp như lời của chú Nghĩa vừa nói. Có chú đánh cây vĩ cầm cho con rất là hay. Và thêm cái phần là
cũng vô cùng sáng tạo ở chỗ là phần gian tấu lại đi đánh một cái gian tấu của một bài khác cũng rất là đặc trưng của vĩ cầm. Cái đó là một cái sự kết hợp, chị nghĩ là nó rất là tuyệt vời. Nó làm cho tiết mục của con nó cảm xúc hơn nữa ha. Rồi trong cái giọng hát của con rất là mềm và rất là mượt. Và đây là một lựa chọn vô cùng là đúng đắn của hai cô Huỳnh Mến và Tố My đã chọn cho con cái tiết mục này. Cô thấy đó là một sự thành công bởi vì nó rất là phù hợp với giọng của con. Nhưng mà cô cũng góp ý chút xíu là vì cái bài này nó là một cái bài du dương từ đầu cho tới đuôi. Thì cái khúc mà cần nhấn là mình phải nhấn để tạo điểm nhấn. Đó là cái chỗ mà ta đâm, ta đâm. Mấy cái đó là mấy cái lúc mà mình phải đẩy cái phách mạnh nó lên. Hả My hả? Chứ yeah. Còn không thì nếu con không đẩy ra được mấy cái điểm khác biệt đó thì sẽ thấy bài từ đầu cho tới đuôi nó là một cái đường dây hoàn toàn giống nhau thì nó hơi uổng đi chút xíu ha. Tuy nhiên mọi thứ rất là tốt. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Phải nói rằng là tiết mục của các bạn nhỏ thôi nhưng mà được đầu tư và được dàn dựng rất là hoành tráng và kỹ lưỡng, cho nên là các con quá là may mắn khi đến với thử tài suy nghĩ mùa 3 đúng không? Và chúc mừng tiết mục ngày hôm nay của con. Thank you.
Và đó chính là Trúc Mai. Xin được cảm ơn của đoàn Phương Việt rất nhiều. Cái bài này chú Nghĩa nghe nhiều lắm rồi. Nghe rất là nhiều người hát, từ người lớn cho tới các con, trong nhiều chương trình khác nhau. Nhưng mà mỗi một lần nghe chú đều có cái cảm xúc nó như nhau cả. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái hoạt cảnh này, khi mình nghe cái giai điệu này, cái ca từ này, thì mình nhớ lại những cái nơi mà mình đã đi qua, những cái vùng lũ mà chú Nghĩa đã từng đến. Thì ở đó bà con người ta cũng đã có rất là nhiều nỗi cái thống khổ như vậy. Nhưng mà cái điều hay ở đây là con là một cô bé còn rất là nhỏ. Không biết rằng con đã từng đến những cái vùng lũ như thế này bao giờ chưa? Các con đã từng chứng kiến người dân đau khổ lao đao như thế nào mỗi cái lần thiên tai như thế này hay chưa? Mà con có được cái cảm xúc như thế trong cái giọng hát của mình, trong cái sự biểu cảm trên gương mặt của con. Con được lợi thế là cái gương mặt của con nó rất là thiện cảm với người xem. Cái gương mặt rất là đào thương. Cái mặt y như cô Việt Hương. Chú bị tuột mút luôn con. Cô nghe Hương xong mà tuột lúc mút con luôn. Vừa xuất hiện cho cô nói trời sao giống tôi thu nhỏ, năm nay con 42 tuổi chưa. Bạn mới có 10 tuổi à chị ơi. Nhìn như giống y như cô Việt Hương, tại vì cô thích bận áo bà ba đó. Không biết bình thường khi con mặc trang phục của con á thì như thế nào, nhưng mà khi con mặc cái trang phục này trên sân khấu, áo bà ba và cột cái tóc kiểu này, nhìn con rất là hợp cảnh, hợp tình, hợp y tất cả mọi cái. Y chang cô Việt Hương hát nghĩa. Chị nó nghe là cho em đầy cảm xúc em nói với con được không? Tại tôi thấy tôi bận áo bà ba mà sao không tôi được so sánh thì không, chị bận đồ bà ba là giống bà hội đồng hơn chị ơi. Trời ơi chị đó. Lâu lâu cho tôi đẩy xuống thiếu nhi thích rồi. Thích bé cái mặt thích thánh thiện. Con thích cô không? Dạ thích. Đó thấy chưa, thích giống lắm. Thường thích hay giống lắm. Thì với cái gương mặt này của con và với cái giọng hát này, con hoàn toàn có lợi thế với cái dòng nhạc dân ca trữ tình, mà đặc biệt thầy con là thầy Quốc Đại nữa. Trời ơi vô cái này là trùm phé luôn rồi còn gì. Chị đâu có gì để nói. Bởi vì chị thấy giống chị là chị thấy êm rồi. Áo bà ba được cái đẹp lay chàng qua cái màu sắc là của con bé Tommy. Đứng cái đứng tướng dẹo 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 à, đi đứng tướng dẹo dẹo nữa. Bận bờ mà ba ra mà diễn, trời ơi thấm đậm. Mặt thương dễ sợ. Tràn ra tới đây mà cái mặt nước lũ dâng cao là cao tới đâu bắt nước tới đó. Hiểu không? Thấy thương hết sức luôn. Dạ. Biểu cảm tốt, đẹp gái, bận bộ bà ba. Chịu quá rồi đẩy ra nguyên một tớp diễn phụ trợ nữa. Cô My thấy sao cô My? Dạ em là em chịu từ vòng trước kia chị, mà không bấm về đội em buồn hết sốt chị á. Tại sao vậy My? Vòng trước là em với anh Đại là giành giật nhau mà muốn sống lộn con luôn. Tại sao con không quyết định, thường là con nít rồi thích mấy cô đẹp lắm mà sao con không quyết định về đội cô My? Dạ tại con thích chú Đại hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao thích chú Đại hơn? Trời ơi, trời ơi, tôi té ghe luôn, tôi té ghe luôn. Trời ơi, bá nịnh thầy mà nịnh ra mặt của ông tới đâu, thời của Đại tới đâu. Cô Việt Hương với lại chú Đại Nghĩa đó, à con thích ai hơn? Con thích cả hai. Yeah, băng tiền, băng tiền, băng tiền. Giữa cô Đam Trang với chú Minh Xù con thích ai hơn? Con ai con cũng thích hết. Ừ, trời ơi, bà này được cái dễ dãi. Quá hậu thân thiện là con đó. Đây, trao luôn nguyên cái dương miệng. 10 điểm ứng xử là con đó. Xin được chúc mừng Trúc Mai, cảm ơn con với tiết mục của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi tiết mục tiếp theo quý vị nhé. Xin mời. Xuân
non nghèo. Cho quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục ca cảnh duyên nghiệp cầm ca với Quách Phú Thành và tất cả các anh chị em trong lớp dân ca cải lương và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn các con nha. Trời ơi, phải nói là một tiết mục quá hay, bởi vì nói lên được cái tâm của những người làm nghề, đặc biệt là với bộ môn cải lương. Xin mời ý kiến từ nghệ sĩ Thanh Hằng. Ánh mắt con nó sáng rực lên trong cái cách diễn của con, trong cái lời ca. Cô rất là hãnh diện. Sau đêm nay, sau cái ngày gala này thì cô cháu mình không biết dịp nào để gặp lại, nhưng cô hy vọng rằng xa thêm nữa, xứng danh là một cái danh từ mà cô đã đặt cho con là nghệ sĩ. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn danh thoại Thanh Hằng. Ngay cái ngày đầu tiên cho tới bây giờ, con đã thực sự lột xác. Và cái sự lột xác đó, chú nghĩ là qua cái sự chui rèn của ông Năm và cái sự đam mê của con đã làm nên một Quách Phú Thành ngày hôm nay. Và chú hy vọng rằng với cái niềm đam mê của mình, con mãi mãi đốt cái ngọn lửa đó cho nó cháy bùng lên. Một ngày nào đó khi chú già chống gậy thì chú nghĩ là vẫn nhìn một kép Quách Phú Thành đứng trên sân khấu. Một kép Quách Phú Thành được mọi người yêu thích. Và chú hy vọng điều đó. Bởi vì nhìn cái ánh mắt của con, chú thấy đầy sự đam mê và đầy cái tự tin khi con biểu diễn. Cảm ơn Quách Phú Thành. Cảm ơn chú.
Chúc mừng con qua Thủ Thành nha. Con còn muốn chia sẻ gì với mọi người nữa không? Qua chương trình này con học hỏi được rất là nhiều.